Tới chưa tụi gà, tới chưa? Sắp tới rồi, trạm tàu hỏa chắc ở gần đây thôi. Ủa sao lần này mình đi tàu chứ vậy, sao không đi máy bay đây? Trời đất ơi, mày không nhớ lần trước hả, tụi mình đi máy bay xong nhờ cái miệng mày kể chuyện ma, xong cái tụi mình rớt vô cái hòn đảo, mày không nhớ sao? Đúng rồi, sao lần đó là tôi không có dám đi máy bay đâu. Đúng rồi, tôi cũng vậy các bạn. Bạn nào đã từng coi video đó chưa, đó chính là video này nè. Tụi mình quyết định sẽ đi du lịch qua Mỹ bằng tàu hỏa các bạn à. Ê, chẳng tàu hỏa đâu. Trời đất ơi, mọi người bình tĩnh, tôi nhớ là nó ở gần đây thôi. Mọi người đang đi chút xíu. Ôi, hình như ôi, mọi người nhìn thấy không? Cái tàu nó đang chạy kia, vậy là chúng ta tới rồi các bạn, nhanh lên. Trước mặt bên kia, trước mặt bên kia đây chính là nhà ga số 6 này. Xin giới thiệu với tất cả các bạn cái trạm tàu hỏa này đó. Bây giờ chúng ta đi vô trong trong này. Ui, đây chính là bên trong cái nhà ga này các bạn. Bên này hình như là chỗ soát vé, còn bên này là căng tin thì phải. Ui, mọi người bây giờ mọi người ngồi đợi đây, ngồi ăn uống gì trước đi để tôi vô tôi lấy vé cho. Dạ con chào chú soát vé. À tụi con muốn có 4 vé đi qua Mỹ chú ơi. Được rồi, 4 vé đây. Ui, cảm ơn chú nhiều. Được rồi các bạn, mình đã có 4 vé trên tay rồi. Cảm ơn chú nhiều nha. Đồ ăn đây cũng ngon. Ok được rồi, bây giờ phát mỗi người một cái vé này. Huy nấp một cái này, Dắt okay. một cái này, Nabi một cái, mỗi người một cái vé để chúng ta cùng nhau đi nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần hả ăn một chút xíu rồi đợi tàu hỏa nó tới rồi chúng ta đi thôi các bạn ơi. Chúc các bạn ăn ngon miệng nha. Ngon quá đi à. Tới thì mấy đứa có muốn nghe chuyện kinh dị không? Cái gì nữa hả mày, trời ơi, sao thằng này hả sơ hở một cái là nó muốn kể chuyện ma liền các bạn ơi. Mấy cái chuyện xui xẻo rồi toàn xảy ra thành sự thật không mà các bạn ơi, nên là mày đừng có kể nữa. Trời yên tâm, lần này cái miệng ta hên lắm. Trời đảm bảo ta kể xong là mọi người vui liền đó. Vui thiệt không vậy, trời ơi. Chứ mấy lần trước thằng Huy nó kể cái chuyện nào là chuyện đó nó xảy ra sự thật luôn. Lần trước nó kể cái chuyện gì mà hả hòn đảo đầu lâu cái tụi mình xuất hiện trong cái hòn đảo đó thiệt luôn các bạn. Trời rồi lần này mày tính kể chuyện gì nữa? Hôm nay ta có một câu chuyện muốn kể, đó chính là chuyến tàu địa ngục. À, cái gì? Chuyến tàu địa ngục ơi, nó bay, tụi mình đang đi tàu đó, Huy nó bay, đừng có giỡn chơi nha mày. Trời ơi, Huy nó sắp báo lên, sắp báo rồi các bạn ơi. Ngày xưa có một chuyến tàu mang số hiệu 666. Người ta bảo rằng chuyến tàu đó dẫn tới địa ngục, và bất kể ai bước lên chuyến tàu đó đều không thể bước xuống, tại vì chạm đến của chuyến tàu đó đó chính là địa ngục. Ơi, cái gì chuyến tàu có thể là địa ngục? Cái gì vậy? Vậy có thiệt không vậy mày? Trời ơi, cái này tao cũng không biết đâu, tao chỉ kiếm trên mạng thôi à. Trời ơi, hóa ra là mấy cái chuyện trên mạng à, mấy cái đó không có đáng tin đâu các bạn. Vậy chắc tụi mình sẽ không gặp phải chuyến tàu hả 666 nữa đâu, đúng không? Tàu tới rồi kìa mọi người ơi. Wow, chuyến tàu của chúng ta tới rồi kìa. Ôi, dừng lại, ôi nó dừng lại rồi. Ôi, vậy chắc đây chính là chuyến tàu tiếp theo của mình nữa đó. Bây giờ mọi người tới đưa bé lên tàu thôi nào. Ok. Cuối cùng tụi mình cũng được lên tàu rồi các bạn. Tụi mình chuẩn bị đi một chuyến đi du lịch hơi bị vui này. Được rồi, tôi lên tàu luôn này. Hãy cho. Wow, chỗ tàu này rộng rãi quá vậy rồi. Thôi được rồi, bây giờ mọi người chọn một cái chỗ ghế phù hợp để ngồi đi. Chắc là tôi sẽ ngồi ghế bên này nè. Tụi mình đã chiếm được chỗ ngồi rồi, vậy bây giờ tàu nó chuẩn bị xuất phát nào. Ê, tụi bay có khi nào là chuyến tàu này là chuyến tàu 666 không? Ê, cái mỏ mày xui, cái mỏ mày xui nha. Trời đất ơi, nói tầm bậy, làm sao mà tụi mình xui thế được. Thôi được rồi, đi nào bác tài ơi. Được đi rồi, thôi. Đi thôi nào đi mọi người ơi. Let's go. Đi thôi. Ôi, tàu bắt đầu khởi hành rồi nè mọi người. Tụi mình đang ở trên chuyến tàu nè. Được rồi, không biết là chuyến tàu này nó sẽ đi bao lâu, nhưng mà hả, chắc chắn tụi mình sẽ có một ngày thật là vui ở trên tàu này, đúng không mọi người? Wow, trời ơi, nhưng mà để ý kỹ thì sao cái chuyến tàu này nó vắng người dưới ra, sao chỉ có 4 tụi mình thôi vậy mọi người? Chắc giờ này người ta không có đi tàu á, người ta đi chuyến khác hết trơn rồi. Cũng hợp lý. Được rồi, để tôi đi tham quan xung quanh tàu. Wow, đúng là một mình bao trọn cái tàu này đã thì các bạn ơi, đúng là cảm giác thoải mái, có thể nói chuyện mà không sợ ai la mắng luôn các bạn. Mọi người ơi, hình như trời tối luôn rồi kìa mọi người. Tối thui luôn rồi. Chuyện mà hồi nãy tiếp tục không? Hỏi cái gì nữa? Hoài vậy? Chuyện gì? Sao mày kể hoài vậy? Câu ma hồi nãy đó. Ủa, bộ câu chuyện ma hồi nãy nó còn hay sao? Trời ơi, cái bà Huy nó kể hoài luôn rồi, còn cái gì nữa? Người ta nói có những cách để mà biết mình đang đi trên con tàu ma đó. Cái gì? Có cách đó luôn á hả? Đúng rồi. Chuyến tàu đó không có một hành khách nào ngoài chúng ta đó. Cái gì? Chuyến tàu đó vắng người á? Sao mà... cái cảm giác nó cũng hơi giống rồi, nhưng mà không sao đây, tại vì tụi mình đang đi chuyến tàu cuối cùng không có ai. Là đúng rồi, còn cái gì nữa, còn cái dấu hiệu gì nữa không? Dấu hiệu thứ hai là chuyến tàu đó đi vào buổi đêm không đi vào buổi đêm. Cái gì đi vào buổi đêm mà không có dấu hiệu gì lại? Nhưng mà đúng rồi, chuyến tàu
chuyến tàu của mình là bút vé vào buổi đêm thì đi vào buổi đêm đúng rồi. Trời ơi, cái này nó chung quá, có cái nào nó rõ ràng hơn không Nguyên Ấp? Và dấu hiệu cuối cùng cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất, chính là chuyến tàu đó không có người lái tàu. Cái gì? Không có tài xế lái tàu á? Tôi phải kiểm tra mới được các bạn, tôi phải kiểm tra xem thử có người tài xế nào đang lái chiếc tàu này không. Đầu tàu mà không có ai lái là tụi mình xác định người đó được rồi. Bây giờ đi lên rồi các bạn, nhanh lên nhanh lên, tôi nghĩ là phải có chứ đúng không mọi người? Có vẻ không có thấy ai hết trơn vậy các bạn, không lẽ nào chú lái tàu ơi, chú có ở đó không vậy? Sao không ai trả lời tôi vậy các bạn? Chú lái tàu ơi, kiếm tàu cái gì hết cậu? Ủa, chú lái tàu ơi, chú có thiệt hả? Nhục nói vậy, không có tay ai lấy cái tàu này. Dạ đúng hả, trời đất ơi, vậy là may quá các bạn ơi. Chúng ta không phải đi trên chuyến tàu ma mà đây chỉ là một chuyến tàu bình thường thôi, tại vì có chú lái tàu này. Thôi được rồi, chú về đi, chú về chỗ rồi. Mẹ báo cho mọi người biết rồi, được mọi người ơi. Có chú lái tàu, có chú lái tàu. Trời ơi, vui quá vui. Cái này không phải là chuyến tàu mai là này. Huy, mày bớt hù tao nha mày. Mày đừng có dọa tầm bậy nha mày. Tôi nghĩ là chúng ta nên đánh một giấc rồi sáng mai dậy một cái là tới chuyến tới bến liền á. Đúng rồi, hợp lý á. Ok, ngủ thôi. Ok, được rồi, vậy mọi người ngủ ngon nha. Tôi sẽ ngủ trên cái ghế này luôn các bạn. Đừng ngủ cái rồi. Ngủ thôi nào. Ngủ à. Tự nhiên cái mắt tè quá vậy các bạn ơi, chết rồi. Bây giờ mình phải lên hỏi bác lái tàu xem thử nhà vệ sinh ở đâu mới được. Bác lái tàu ơi, bác lái tàu ơi, cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy bác lái tàu ơi? Bác lái tàu đâu rồi? Ủa, rõ ràng hồi nãy mình thấy bác lái tàu mà sao bây giờ bác lái tàu bước đi mà chuyến tàu mình nó đang đi đâu mà không thấy đường tới luôn vậy? Chết rồi, vậy ai đang lái chuyến tàu này vậy? Chúng ta đang đi tới địa ngục sao? Không ổn rồi mọi người, dậy đi mọi người, chúng ta không ổn rồi. Dậy đi, có chuyện gấp lắm rồi. Dậy đi. Chuyến tàu của chúng ta không có người lái. Không người lái hả? À, trời ơi, không phải. Không phải tàu tự động không người lái. Mà ý tôi là đi chỉ là chuyến tàu địa ngục đó trời ơi. Ủa chứ mấy hồi nãy ông kêu có người lái tàu mà. Trời ơi, hồi nãy rõ ràng là tôi thấy có người lái tàu mà đúng không? Các bạn làm chứng cho tôi đi. Còn bây giờ thì mọi người đi theo tôi lên đây coi nè. Tôi lên chuyến tàu này, tôi không thấy ai lái hết trơn này mọi người nhìn nè. Trời ơi, không biết ai đang điều khiển nó luôn nè trời. Phía trước chúng ta là một khoảng không vô định, tụi mình không biết tụi mình sẽ tới đâu luôn các bạn ơi. Sợ quá à. Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn cách đó chúng ta sẽ kiểm tra được. Nếu mà nó có số là 666 là xác định đó mọi người. Tôi sợ quá, tôi không biết bây giờ đang là số mấy trên chuyến tàu này. Ui, tôi thấy rồi này, hình như đây chính là số tàu. Mọi người ơi, không thể nào gì sai ấy được. Đây chính là chuyến tàu số 666 rồi, chạy thôi. Cứu tôi, chết rồi mọi người. Vậy là đúng rồi, chúng ta đang kẹt trên chuyến tàu xuống địa ngục. Và giờ sao đây? Chuyến tàu này sẽ chở ta tới địa ngục. Cái gì ơi, không ổn rồi. Trời ơi, nó sẽ chở chúng ta tới địa ngục đó. Không được đâu. Giờ sao làm sao để dừng chuyến tàu này lại đây? Nhưng mà mọi người bình tĩnh trước đi. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cách để chúng ta thoát khỏi chuyến tàu này mà. Chúng ta đang đi trên chuyến tàu ma rồi các bạn. Trời ơi, mọi người bình tĩnh đi. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Sao tự nhiên cúp điện rồi sao? Mọi người là sao vậy? Không lẽ chúng ta đã tới địa ngục rồi sao các bạn ơi? Tiếng bước chân. Ôi đúng rồi, sao mình nghe tiếng bước chân của ai vậy ta? Âm thanh bước chân nó bước ra từ đâu vậy? Nhìn tòa đằng sau. Ủa nó có gì cơ? Cái gì đỏ đỏ vậy? Có gì nó đang tiến tới tòa của mình á mọi người ơi, nhìn kìa. Mọi người có thấy không vậy? Con gì nó đang bò tới tòa của mình vậy? Cái bộ xương gì nó màu đỏ ghê lắm. Nó tới kìa mọi người. Trời
trời ơi, vậy là chúng ta gần tới địa ngục rồi đó. À, cái gì? Con quỷ địa ngục. Đó là quỷ địa ngục sao trời ơi. Vậy là tụi mình đang đến gần lắm rồi. Ừ, trời ơi, giờ sao hẹn gì xung quanh nó tối thui tối mờ tới mịt chắc ơi. Trời ơi, giờ sao đây? Mọi người ơi, cầm kiếm sắt chuẩn bị vũ khí nè đây. Nhắc có đem vũ khí à, trời ơi, hay lắm nhắc ơi, hợp lý. Bây giờ chúng ta có vũ khí, chúng ta sẽ chiến đấu với những con quỷ địa ngục và đánh bại chiếc tàu này cho nó dừng lại các bạn à. Tóm ngon thì ra đi. Ôi giời, tụi nó bắt đầu ra đông hơn rồi kìa. Những con quỷ địa ngục nó muốn tấn công chúng ta đó. Ôi, đừng cho nó đánh mình, đừng cho nó tấn công cái tàu mình đây. Mày đây con, đẩy nó xuống tàu nó được. Mày đây con, mấy con quỷ này. Ôi, coi mọi người đẩy nó xuống tàu đi. Ai trời ơi, trời gì mà đông quá vậy đánh nó. Mày đây con, đẩy nó xuống đi. Mày đây con. Ôi giời, chị nó bị coi chừng. Ôi giời, mày. Ai trời, tao xử mày. Ôi giời, nó kìa. Mày đây con, wow, này thì tránh ra khỏi tàu tao ra nha con. Hình như là được rồi đó mọi người, hết quỷ kìa, hết quỷ như vậy mình đã đánh bại được cái con quỷ đã xương đó rồi. Các bạn ơi, nhìn ghê thiệt chứ. Còn con quỷ nào nữa không? Ngon thì ra đây đi. Nói lại coi con cá rồi kìa bạn ơi. Đây là một cái con này nó cầm đem cái vũ khí đi kìa mọi người ơi, coi chưa. Mày nè con, nó gọi là mày nè con. Coi chừng mọi người, nó gọi là mày nè con. Trời đất ơi, lần này tụi nó khá là đông đó mọi người, những con quỷ khác ơi kìa mọi người. Mày nè con. Trời ơi, con quỷ nè. Quỷ địa ngục cho mà coi, các bạn hãy cổ vũ cho tụi mình nha. Ôi con tàu quỷ kia, con quỷ tàu ma kìa, đánh nó đây. Ôi ơi, đây chỉ là chu chu cho em mà sao con quỷ địa ngục lại xuất hiện này. Ôi ơi, đó là nguyên một cái con tàu ma đó các bạn. Coi chừng mày đây, tàu ma này. Ôi nó đi lên tàu lại kìa, đánh nó đó. Mày đây con, mọi người hợp sức đánh nó đi nào. Ôi ơi, con này nó ghê quá. Ai nó cắn tôi rồi, đẩy nó xuống tàu, đẩy nó xuống tàu. Ôi ơi, nó leo lên tàu lại kìa, coi chưa. Mày nè con. Ôi trời ơi, con này nó mạnh thì. Ôi, đánh bại được nó rồi mọi người ơi. Yeah. Ôi trời ơi, mọi người, tôi nghĩ có một cách này để chúng ta không bị quỷ tấn công nữa nè. Cách gì vậy? Cách đó gì vậy? Chúng ta hãy cắt được cái toa tàu cuối cùng đi để cho nó khỏi đi theo chúng mình nữa. Ủa, hợp lý á. Được rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cái toa tàu này ra coi. Được rồi. Hai. Trời ơi, cái tàu nó đứng ra rồi kìa mọi người. Ôi, nó chở cái con quái vật đi luôn rồi. Bye bye cái con quái vật kia, đừng hòng tấn công tụi tao đi nha. Chúng ta đã mất toa cuối cùng nên chúng ta đã an toàn rồi các bạn ơi. Đừng coi đằng trước. Ơi cái gì? Ơi đó chính là người lái tàu mà xong ta đang cầm cái lưỡi hái và đi tới chỗ mình vậy. Tụi bay đã lên chiến tàu này thì tụi bay sẽ không thoát khỏi đây đâu. Cái gì ghê quá vậy? Cái gì? Tụi tôi sẽ thoát khỏi đây, tụi tôi không để ông gì. Mãi mãi. Cái gì? Tàu lên đi. Ơi cái gì? Ông kêu những con quỷ vong lên đánh mình kìa. Ông ta chịu hồi những ta con ông tài xế ra kìa ông ơi. Ok, 1, 2, 3, ui, đánh bại được hết chưa vậy? Còn ai nữa không vậy? Còn một ông kia, đánh ông lại. Xử ông đi, đây, đánh ra khỏi tàu của tôi. Ông lên lại kìa, đánh ông lại cho. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đánh bại được ông rồi các bạn ơi, ghê quá à. Vậy là hết chưa vậy? Hết chưa? Ui, cái tàu này, ui, sao cái tàu này? Cái tàu này nó lỗi rồi, ui, sao cái tàu này bây giờ nó trở nên cũ kỹ quá vậy coi. Ui, không lẽ nào là chúng ta đang làm đúng đó mọi người, chuyến tàu này đang bị đánh bại dần rồi, nó đang yếu đi rồi nè. Ui, các bạn nhìn nè, ui, những cái hàng ghế mất hết trơn luôn nè mọi người ơi, vậy là chúng ta đang thành công rồi đó. Tụi bay đã qua chiến tàu mà, tụi bay phải chết. Ôi, ông tới kia, ông cầm coi kìa. Ui, bây giờ chúng ta phải lên đánh ông này, đánh ông này. Chúng ta cùng nhau hợp sức đánh bại ông này đi các bạn ơi. Thì ra tầm cuối đó chính là người lái tàu đó các bạn. Ui vậy là chúng ta thoát chưa vậy? Sao chuyến tàu này nó đang rung lên đúng không mọi người? Chuyến tàu này nó đang rung lên đúng không mọi người? Ai cha? Chuyến tàu này ok. Tụi mình ở đâu đây? Ui chuyến tàu nó dừng lại rồi nè mọi người. Cái gì? Tụi mình đã trở lại nhà ga số 6 rồi. Trời ơi. Vậy từ nãy mình không đi đâu hả? Vậy là nãy giờ tụi mình vẫn ở đây, tụi mình chưa đi đâu hay là sao vậy các bạn? Ơi, chuyến tàu này đáng sợ quá. Tôi sẽ không đi chuyến tàu này nữa đâu. Tôi đi về, tôi không đi du lịch nữa. Tôi về đây mọi người. Về thôi. Trời ơi, ghê quá. Tất cả là tại Huy Đắp luôn các bạn. Huy Đắp kể chuyện báo rồi các bạn. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng quên để lại tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tim và các bạn gợi ý cho tôi một cách hả phương tiện giao thông nào khác bằng cách comment ở dưới nha, chứ tôi không đi máy bay với đi tàu nữa đâu. Bây giờ tụi tôi đi về. Bye bye mọi người nha. Bye.